Xin chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với channel của mình Kitten Mèo VN. Hôm nay mình lại quay video với mèo Min. Bé đang chơi ở ngoài vườn. Đây là cái chuồng gà này. Đây là cái chuồng gà. Còn đây chính là bé mèo Min. Các bạn xem video thấy hay thì hãy nhớ like, đăng ký kênh của channel Kitten Mèo VN nhé. Đây là Min. Đây là buổi sáng nay, trời thời tiết rất là đẹp. Bé đang nằm ở trong một cái chỗ rất là râm mát ở đây. Nhìn ở bên ngoài trời thì cái bộ lông nó khá là đẹp, đẹp hơn là so với quay trong nhà.